Tỷ phú sau một đêm. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một anh nông dân hiền lành sở hữu cả cánh đồng mía rộng lớn. Xin chào. Cho đến một ngày kia. Sao thế này? Ai? Ai đã lấy mía của tôi? Bao nhiêu công chăm bón mà bị trộm mất cả khóm to thế này. Ai mà lại quá đáng thế cơ chứ? Này anh bạn, làm việc cật lực quá, qua đêm mà thu hoạch hết nửa cánh đồng mía rồi. Cái gì? Nửa cánh đồng ư? Không thể nào. Trời ơi, sao có một đêm mà sao lại ra nông nổi này? Không thể để yên được. Quân ăn cắp, phá hoại. Đêm nay ta sẽ thức trắng chờ các người. Số tôi sao lận đận thế này? Được hôm thức canh thì tên trộm mía không xuất đầu lộ diện. Bực thật. Cái gì thế nhỉ? Trời ơi, một con voi biết bay. Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Thì ra chính nó là thủ phạm. Bao công sức chăm bẩm của ta. Con voi ma quỷ, đồ đáng ghét, dám phá đồng mía của ta. Ta không tha cho mi đâu. Bắt được mày rồi, con voi đáng ghét. Trời ơi, mi bay đi đâu thế? Dừng, dừng lại đi, dừng lại. Cho ta xuống. Dừng lại, dừng lại. Trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Wow, đẹp thật đấy. Đây đúng là tiên cảnh. Mình đang ở trên thiên đường. Cái gì thế nhỉ? Ôi, thần Indra. Quân tâu thần Indra đáng kính. Con voi thần của ngài mấy đêm nay đều xuống ăn bao nhiêu mía nhà tôi. Vất vả lắm mới chăm bẩm được tốt tươi. Giờ mất hết rồi, ngài bảo tôi phải làm sao đây? Ta thành thật xin lỗi về chuyện này. Ngươi có thể mang bất cứ thứ gì ngươi thích về hạ giới. Ta hứa con voi đó sẽ không bao giờ xuống làm phiền ngươi nữa. Đội ơn ngài. Trời ơi, thật quá sức tưởng tượng. Chỗ này về sẽ mua thêm được nhiều đất để trồng mía. Tuyệt quá. Về nhà rồi. Thật kỳ diệu, bao đá quý vẫn còn đây. Mình không mơ. Mọi người vào chơi xơi nước, thăm nhà luôn đi. Chà, cơ ngơi to đẹp quá. Có mối làm ăn buôn bán nào thì mách anh em với chứ. Mình thật là, đừng có kể với cái phường gian xảo ấy, kể lão. Không đâu mình, làng xóm với nhau, có phúc cùng hưởng chứ mình. Hôm nay mời bà con đến đây chơi, thú thật là có câu chuyện này tôi muốn chia sẻ cho mọi người. Thần Indra, chính thần Indra đã mang may mắn này cho tôi. Thần Indra ư? Là sao? Chúng tôi không hiểu. Là thế này. Đúng là chuyện hảo huyền. Cậu định lừa ai chứ? Muốn giấu mối làm ăn thì cứ việc, bọn này cũng chẳng cần. Thôi, ta về đi bà con. Tôi đã bảo mình rồi mà, kể với cái lão ấy làm gì? Người ta cũng đâu có tin mình đâu. Tên này trước nay thật thà, có khi nào nó nói thật không nhỉ? Tự nhiên sao vào lên trông thấy, lẽ nào nó được lên trời thật? Đêm nay mình cũng phải canh thử mía xem sao mới được. Nó đến rồi, chuẩn bị nhé. Lên rồi, ta sắp đổi đời rồi. Ta sẽ lấy đá quý trang sức và vải quý. Thần Indra có rất nhiều vàng bạc, phải lấy vàng nhớ chưa? Hoặc ta sẽ sống luôn ở đó không về, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Tiếc quá, bất cẩn một chút mà tụt cả tay. Nhưng mà không sao, ngày mai con voi sẽ trở lại, chúng ta sẽ phục thù. Voi thần, để ta ban cho ngươi một cánh đồng mía, không bao giờ vơi trên thiên đường. Đừng xuống hạ giới mở đường cho những kẻ tham lam lười biếng nữa. Chúng sẽ nhận được một bài học thích đáng. Từ hôm đó, đêm nối ngày qua đi, họ cứ chờ mãi mà không bao giờ gặp lại voi thần nữa. Tấm cám. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ là Tấm và Cám
mẹ Tấm mất sớm, cha Tấm cưới thêm mẹ Cám. Khi cha Tấm lâm bệnh qua đời, bà dì ghẻ mẹ Cám hết sức cay nghiệt, bắt Tấm đầu tắt mặt tối làm việc. Củi đốn thế cũng nhiều rồi đấy, giờ con dẫn cả em Cám ra đồng bắt cá đi. Hãy đứa nào bắt được nhiều cá hơn, mẹ sẽ thưởng cho ếm đỏ. Dạ. Mẹ này, trời nắng thế mà mẹ nỡ bắt con. Nào, con gái của mẹ thông minh lắm cơ mà. Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hợp cho sâu kẻo về mẹ mắng. Ừ nhỉ, chị phải lội xuống ao rửa ráy. Đừng sợ, ta là Bụt tới giúp con. Tại sao con khóc? Thôi con hãy nín đi, trong giỏ con còn một con cá bông đây. Hãy thả no xuống giếng nuôi. Khi cho bông ăn, con nhớ gọi: bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Bông bông bang bang, à, ra nó lén lút nuôi con cá bống này, phải kể cho mẹ nghe mới được. Con đi chăn trâu, nhớ chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần, nhà làng bắt mất trâu đấy nha. Bông bị người ta ăn thịt rồi, thôi con hãy nín đi, về nhà lượm lấy xương cá bỏ vào 4 cái hũ và chôn dưới 4 chân giường. Dạ. Cũng muốn đi dự hội hả? Nhặt riêng thóc với gạo ở đấu kia ra đã. Làm sao con khóc? Thóc và gạo đã nhặt riêng rồi, cơ sao con lại khóc? Dạ thưa Bụt, quần áo con rách rưới lắm lem quá. Con hãy đào 4 hũ chôn xương cá bống ở 4 chân giường lên, hạnh phúc sẽ đến với con. Giờ ta phải đi rồi. Tấm đào 4 hũ ở chân giường, quả thật có váy áo, giày thêu, lại có cả ngựa và yên. Cô lên đường trảy hội, vô tình đánh rơi một chiếc giày xuống cầu. Thì ra voi ta dừng lại vì chiếc giày này, dài đẹp vậy. Hẳn là người đi nó cũng rất đẹp. Hãy truyền lệnh cho tất cả đàn bà con gái đi trảy hội thử giày. Nếu ai đi vừa, thì ta sẽ lấy làm vợ. Mẹ xem này, chị Tấm cũng vào thử giày. Chuông Khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chỉnh, mảnh chai bờ rào. Ôi chao, vừa khích như in, chủ nhân của chiếc giày đây rồi. Nhà vua mừng khôn xiết, rước Tấm về cung. Mẹ con Cám ganh tị không kể xiết. Nhân ngày Tấm về dỗ cha, họ đã bày mưu hãm hại cô. Nay là ngày dỗ cha con, con hãy trèo lên cây cao, hái xuống cúng cha. Chứng kiến lòng thành của con, cha nơi chính suối sẽ ngậm cười. Dạ, dì dạy phải. Dì ơi, dì làm gì dưới đó thế ạ? À, góc này nhiều kiến quá, dì đuổi kiến cho nó khỏi đốt con ấy mà. Chị Tấm không may qua đời, nay Cám là em vào thế chị. Tấm chết oan ức, biến thành con chim vàng anh bay vào cung vua, quấn quýt nhà vua không rời, làm Cám nảy lòng ghen lần nữa. Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Cám tức tối về hỏi ý mẹ. Mẹ Cám xúi bắt chim ăn thịt lông chim mang đem chôn vào góc vườn. Thì từ chỗ chôn lông chim mọc ra 2 cây xoan đào. Nhà vua thường mắc võng dưới gốc xoan đào nằm nghỉ. Mẹ Cám xúi chặt 2 cây xoan làm khung cưỡi. Có ca có két, lấy tranh chồng chị khoét mắt ra. Ma quỷ, để xem lần này giữa chốn đồng không mông quạnh này, mi làm gì được? Thầy ơi, thầy rụng mi bà để bà ngửi.
chứ bà không ăn. Từ khi mang quả thị về, thấy mình ra chợ, về nhà cơm nước tinh tươm, nay mình không đi đâu nữa. Từ đó, Tấm ở lại giúp bà cụ lo việc nhà, têm trầu cánh phượng cho bà bán. Cho đến một ngày, nhà vua vi hành qua. Bà ơi, trầu này ai têm mà khéo vậy? Trầu này con gái bà têm. Nhà vua vui mừng gặp lại người vợ hiền thục. Nghe cô kể sự tình, vua hết sức căm giận mẹ con Cám. Nhưng Tấm vị tha, không muốn truy cứu thêm lỗi lầm. Về phần mẹ con Cám, họ hổ thẹn và sợ hãi, bỏ xứ ra đi biền biệt, mãi mãi không dám trở về quê hương nữa. Ba hạt hồ đào. Ngày xưa ngày xưa, ở xứ sở hoa hồng, có một ông vua và một bà hoàng hậu. Hai người yêu thương nhau rất mực, nhưng mãi mới có một đứa con. Thật không may, theo sao chiếu mệnh thì hoàng tử sẽ bị một con hươu hút chết khi tròn 16 tuổi. Tốt quá, ta đã bắt được người. Ta là nhà vua của lâu đài Tầm Gai này. Từ giờ ngươi sẽ là người hầu của ta. Ta bảo gì thì làm nấy, nghe chưa? Còn phải xem ngươi có xứng đáng để ta hầu hạ không đã. Hoàng tử có khác, rất có khí chất. Thôi được, ngươi nghe đây. Ta có một đứa con gái xinh đẹp nết na. Phải nói là trong vũ trụ này không ai sánh bằng. Nếu ngươi làm tốt việc ta giao, ta sẽ gả con gái cho ngươi. Nếu thế thì được, vậy ông muốn ta làm gì nào? Chỉ trong ngày hôm nay, ngươi phải đốn hết cây trong cánh rừng lớn của ta. Đốn xong, lúc đó ta mới xét tới việc gả con gái cho ngươi. Còn không thì ngươi phải chết. Đây, cầm lấy cái rìu thủy tinh này và đi làm đi. Ai đời lại đi đốn cây bằng rìu thủy tinh? Kiểu này thì ta chết chắc rồi. Anh sao vậy? Anh không khỏe phải không? Cô là ai? Em là công chúa con vua Tầm Gai, là cô dâu tương lai của anh đây. Ôi, thật sao? Em thật xinh đẹp. Nhưng nhà vua sẽ không gả em cho ta nếu ta chưa đốn hết cây trong khu rừng. Mà với cây rìu thủy tinh này, sao ta có thể làm được? Dù sao, được gặp em trước khi chết cũng là một hạnh phúc quá lớn đối với ta. Hãy nhận bông hoa hồng này coi như lời từ biệt. Ôi, đây là bông hoa từ xứ sở hoa hồng phải không? Nơi ấy tràn ngập ánh nắng và niềm vui, không u ám như lâu đài của cha em. Em luôn mong có một ngày được đến thăm nơi đó. Ước gì ta có thể đưa em đến xứ sở hoa hồng của ta. Thợ rừng đâu? Ra đi. Trong vòng 3 giờ, phải đốn chặt hết cánh rừng lớn này. Dậy đi, này, dậy đi. Thế là ngươi đã đốn hết cánh rừng rồi hả? Giỏi đấy. Ơ, ta vẫn chưa thể gả con gái cho ngươi. Ngươi phải làm một việc nữa. Ta có một cây hồ lớn. Ngày mai, ngươi phải dọn sạch cho ta. Đây, cầm lấy xẻng và làm việc đi. Đúng 6 giờ mọi việc phải xong. Nếu không thì mất đầu đó. Dọn hồ bằng cái xẻng thủy tinh khó hơn cả lên trời. Kiểu này ta mất đầu là cái chắc rồi. Nhưng hoàng tử vẫn bình yên vì công chúa đã ra tay giúp đỡ. Chỉ trong nháy mắt, hồ nước đã được dọn dẹp. Nhưng vua Tầm Gai vẫn chưa hài lòng. Ngài lệnh cho chàng phải xây một lâu đài tráng lệ ngay giữa vườn Tầm Gai chỉ trong một đêm. Một đêm chứ trong vài giờ cũng không thể làm khó công chúa. Nàng lại làm phép gọi những người lùn đến giúp hoàng tử, chàng trai mà nàng đã yêu thương ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng nhà vua Tầm Gai đã không giữ lời hứa. Ngài cho nhốt hoàng tử vào ngục tối và dẫn con gái đi. Không còn cách nào khác, ngay trong đêm đó, công chúa cùng hoàng tử chạy trốn về xứ sở hoa hồng. Nhanh lên, tìm bằng được công chúa về cho ta. Trời ơi, giờ thì chính hoàng hậu mẹ em đuổi theo. Em sẽ biến anh thành một cái hồ, còn em sẽ hóa thành một con cá. Cuộc chạy trốn này khiến con vui thế sao? Công chúa của ta, xem chừng ta chẳng làm được gì rồi. Hãy hiện nguyên hình, ta muốn nói chuyện với con. Những hạt hồ đào này
có thể giúp con trong những lúc khó khăn. Hãy đi với người mà con đã chọn gắn bó cả cuộc đời này và sống hạnh phúc nhé. Con cảm ơn mẹ. Cha mẹ ơi, con về rồi. Đây là vợ chưa cưới của con. Con mong cha mẹ hãy chúc phúc cho chúng con. Trời ơi, đó là một con hươu mà. Con có biết là theo sao chiếu mệnh thì con sẽ bị một con hươu hút chết khi tròn 16 tuổi không? Không, cha mẹ nhầm rồi. Người đứng cạnh con đây là một nàng công chúa đẹp nhất và thủy chung nhất trên đời này. Lính đâu, nhốt cô gái vào ngục cho ta. Con hãy ở yên trong đó cho đến lúc quên đi tất cả về cô gái đó. Công chúa nhớ đến những hạt hồ đào của mẹ. Nhờ nó, nàng có một bộ váy đẹp giúp nàng che mắt bọn lính canh và đi thẳng tới phòng hoàng tử. Lính đâu, bắt lấy cô gái xinh đẹp kia. Đó chính là một con hươu. Công chúa vẫn không bỏ cuộc. Nàng bóc hạt hồ đào cuối cùng. Anh còn nhớ không? Chúng mình đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn. Ôi, con dâu của ta, con đã cùng con trai ta trải qua biết bao khó khăn nguy hiểm mới đến được với nhau. Vậy mà ta nỡ chia cắt các con. Hãy tha lỗi cho ta. Ta hứa sẽ không bao giờ để nàng phải chịu khổ nữa. Thế là sau bao cay đắng và chia xa, hoàng tử xứ Hoa Hồng đã cưới công chúa xứ Tầm Gai trong một hôn lễ rực rỡ nhất từ trước đến nay. Họ sống bên nhau hạnh phúc mãi về sau. Chàng say bột và mèo đốm. Ngày xưa ngày xưa, có một bác thợ xây bột nghèo không có vợ con gì cả. Chỉ có ba cậu giúp việc ở với bác đã nhiều năm nay. Giờ ta đã có tuổi nên muốn được ngồi bên lò sưởi ấm. Các cậu đi phiêu lưu một chuyến. Ai kiếm được một con ngựa đẹp nhất trên đời này mang về cho ta sẽ được hưởng nhà xây và sẽ phụng dưỡng ta tới khi ta nhắm mắt xuôi tay. Này, Hành Ngố, chú ở lại đây nhé. Ngờ nghệch như chú, chưa ra khỏi làng chắc đã bị bọn cướp lấy sạch đồ rồi. Sao kiếm nổi lấy một con ngựa cơm chứ? Từ nhỏ em chưa ra khỏi làng bao giờ, em cũng muốn đi chu du thiên hạ, cho biết đây biết đó. Kệ nó, chúng mình đi thôi. Hành Ngố chỉ làm vướng chân chúng mình thôi. Ừ, đi thôi. Trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Mình bị hai anh bỏ rơi ở đây một mình. Thế này thì mò đâu ra được ngựa? Hành Ngố ơi, anh muốn có một con ngựa đẹp chứ gì? Giờ thì theo tôi sẽ cho anh một con ngựa đẹp mà trong đời anh chưa bao giờ trông thấy. Ai đấy? Tôi đây. Anh ngước nhìn lên đi. Trời ơi, mèo biết nói. Mèo biết nói thì làm sao mà hoảng lên thế? Có muốn một con ngựa đẹp không thì theo ta. Cứ thử đi theo nó xem sao. Trời ơi, tòa lâu đài đầy mèo. Ngon quá, ăn no căng cả bụng. Giá như được thế này mãi thì thích nhỉ. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Của đâu mà cho anh ăn mãi thế này được. Nào, đi làm việc thôi. Đi làm việc à? Thì đi. Đóng cửa sau nhà ấy, anh ra bổ hết cho tôi. Giờ anh đi cắt cỏ ở đồng và tải ra cho cỏ khô nhé. Nhưng tôi vừa bổ củi xong mệt quá. Thấy anh có muốn con ngựa đẹp nhất đời không nào? Thôi được, tôi đi ngay đây. Tôi cắt cỏ và phơi cỏ xong rồi, giờ hãy đưa con ngựa ra đi. Chưa được đâu, chú phải làm cho ta một việc nữa. Đây là cột, kèo, ván đều bằng bạc, dụng cụ như rìu. Thước vuông và những thứ cần thiết khác cũng đều bằng bạc cả. Chú hãy làm cho ta một ngôi nhà đi.
Xong rồi đấy, đẹp chưa nào? Giờ tôi có thể lãnh ngựa về được chưa? Đi đâu mà vội, cứ từ từ tà tà đã nào. Mèo đốm cứ giữ Han Ngố ở lại làm việc cho mình mãi. Quanh đi quẩn lại đã 7 năm trôi qua, mà cứ tưởng chừng mới nửa năm. Này anh đã làm việc cho ta rất chăm chỉ, giờ có muốn đi xem ngựa không? Muốn quá đi chứ. Trời, con ngựa mới béo đẹp làm sao, bộ lông mới mượt mà làm sao. Nhìn nó mà tim mình cứ rộn ràng cả lên. Giờ anh cứ đi người không về nhà, 3 hôm nữa chính tôi sẽ mang ngựa đến cho anh. Được, được. Thế là Hành Ngố cứ thế tay không về làng trong 7 năm làm việc cho mèo đốm. Mèo chẳng may cho Hành áo mới, bắt chú mặc nguyên chiếc áo cũ đã rách bươm và ngắn cũng cẩn mà về. Hành Ngố, ngựa mày đâu? 3 ngày nữa mới tới. Em đã làm việc suốt 7 năm cho mèo đốm, mới có được một con ngựa vô cùng đẹp. Mèo đốm hứa 3 ngày nữa nó sẽ đưa tới đây. Hành Ngố ơi là Hành Ngố, chú bị con mèo đốm gì đó lừa rồi. Đến bộ quần áo lành lặn, nó còn chẳng may cho chú nữa là. Chú rách nát như tên ăn xin thế kia, thì ngồi ăn dưới đất là đúng rồi. Các anh không cho mình ngủ chung vì mình rách rưới. Thôi kệ, có chỗ ngủ là tốt rồi. Chào anh, em chính là mèo đốm đây. Nhờ anh đã làm việc cho em với lòng tin cậy vô tư trong sáng, mà lời nguyền của mụ phù thủy đã được giải. Em đã được trở lại làm người. Ôi trời, Hành Ngố cứu công chúa thật sao? Đây là con ngựa mà ta trả công cho Hans. Ta chưa thấy con ngựa nào bước vào sân nhà ta lại đẹp bằng con ngựa ấy. Ta sẽ để lại cối xay gió cho Hans. Bác cứ giữ lấy cối xay gió, ta sẽ đưa Han về sống cùng ta trong lâu đài bạc mà Han đã làm. Cảm ơn tấm lòng của công chúa, nhưng nàng có thể ở lại cối xay gió cùng ta được không? Ta muốn phụng dưỡng bác thợ xay bột những năm tháng tuổi già. Ừ, nếu anh muốn vậy thì sẽ như vậy. Hành Ngố và công chúa lấy nhau, nàng ở lại cối xay gió và nấu những món ăn ngon lành. Họ sống thật đầm ấm và hạnh phúc mãi về sau. Nỗi buồn của Nâu. Hợp thôi anh em ơi. Màu nâu đâu? Màu nâu mau ra đây đi. Coi kìa, cha cuối gặp mặt thế màu nâu. Cậu sợ chúng tôi phải ngẩng cổ lên nhìn cậu sẽ mỏi đúng không? Ừ, tôi... Sao mọi người cứ chỉ mũi dùi về phía tôi vậy? À, ra là cậu ta cũng không chậm hiểu lắm đâu, nhưng cứ giả vờ ngây thơ vậy. Chẳng phải mọi người định hợp gì sao? Đúng, chúng tôi định hợp bàn một việc liên quan tới cậu đấy màu nâu. Chúng tôi phải làm việc cực lực đến mòn cả người, thế mà phải chen chúc nhau trong những không gian chật hẹp. Còn cậu tối ngày nằm dài trong hộp, mình mấy chẳng mòn đi khúc nào. Cậu không thấy xấu hổ vì sự lười biếng sao? Ừ, tôi đâu muốn vậy. Chỉ vì cô chủ chẳng chịu dùng đến tôi đấy chứ. Đúng rồi, ai thèm dùng màu nâu nhà cậu làm gì? Vì thế, chúng tôi thấy sự tồn tại của cậu thật vô nghĩa. Cậu hãy đi khỏi đây cho rộng chỗ. Lạ thật, sao không thấy màu nâu đâu chứ? Làm sao mang tranh đi dự thi được? Sao cô chủ lại đi tìm màu nâu làm gì nhỉ? Vụ mang tranh đi dự thi là thế nào chứ? Trắng, cậu mau đi thám thính tình hình đi, sẽ không ai nhận ra cậu đâu. Được rồi, để mình đi xem thế nào. Cô chủ đang tham gia cuộc thi họa sĩ nhí ở trường, nghe nói giải nhất rất là lớn á, được đi du lịch ở nước ngoài nữa. Wow, thật thế sao? Thế thì cô chủ phải chăm chỉ vẽ chứ nhỉ? Sao cứ đi tìm màu nâu làm gì? Cái này mình không biết nữa, mình chưa có thám thính được. Ôi trời ạ,
tưởng thế nào. Vậy giờ chỉ có cách đi tìm lại màu nâu thì cô chủ mới chịu vẽ tiếp và chúng mình mới có cơ hội được đi triển lãm nhỉ? Đúng rồi. Nhưng biết tìm màu nâu ở đâu bây giờ, chúng ta trót đuổi cậu ấy đi rồi còn đâu. Vậy chúng ta chia nhau ra tìm đi. Ra thế giới này có rất nhiều màu sắc của mình, đó là sắc màu của sự sống, của hương thơm, của sự ngọt ngào. Mình không vô dụng, chẳng qua mọi người chưa hiểu hết về những mảng màu của thế giới này, mình phải quay về dũng cảm chứng minh cho các màu sắc khác biết mới được. Ôi, màu nâu về rồi kìa, thật là may mắn chúng ta đã tìm cậu ấy mãi. Các cậu sao lại cậu về thì tốt rồi. Đúng rồi, tốt quá. Mình về đây là để... Bọn mình biết rồi, cậu về để giúp cô chủ chứ gì. Cô chủ, cô ấy chỉ ưu tiên các cậu, chứ đâu có yêu quý gì mình. À, thì ra mày đây rồi, để ta đi tìm mãi. Những bức tranh đẹp quá, tớ chỉ được dùng để vẽ ăn mặt trời nhỏ xíu trên cao. Tớ cũng chỉ là mấy đám mây bay lượn, lá xanh của tớ chỉ lơ thơ thôi này. Chúng ta giờ chỉ là nhân vật phụ cho màu nâu thôi. Hóa ra, màu nâu cũng thật tài đấy chứ. Thật ra, mình vẫn luôn tự ti vì không được rực rỡ, tươi tắn, được mọi người yêu quý như các cậu. Nhưng giờ mình đã hiểu ra. Đúng rồi, bọn mình cũng đã hiểu ra, cậu cũng là một màu sắc rất quan trọng. Ừ, cậu thật đẹp và ấm áp đấy, Nâu ạ. Không có cậu, bức tranh này thật vô nghĩa. Nhìn kìa, đầu cậu ấy đã mòn vẹt, thân hình thì ngắn tuỗn lại. Thật sao? Thế là giờ mình cũng được cống hiến nhiều như mọi người rồi. Wow, hóa ra màu sắc nào cũng quan trọng. Vậy mà trước đây, mình chỉ thích tô màu hồng, xanh, đỏ cho những bức tranh. Đâu à, chắc là mày buồn lắm nhỉ? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!